dầu gội trị gầu cho tóc nhuộm antison là kết quả nghiên cứu nhiều năm của Ike Pharma. Đơn vị luôn quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp của khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng và an toàn nhất. Theo nghiên cứu của các bác sĩ da liễu của Ike Pharma, để trị gầu hiệu quả cho tóc nhuộm. Các thành phần thiên nhiên là tốt nhất. Các chiết xuất có từ tự nhiên mang tới hiệu quả trị gầu cao và an toàn với da đầu. Tóc nhuộm, vì lẽ đó mà antison là dầu gội có chứa các thành phần thảo dược như chiết xuất Wurzun Ấn Độ chiết xuất gừng, chiết xuất nim. Bên cạnh đó còn có chứa nghệ, hương thảo, oải hương. Nguyệt quế, chàm trà, hạt cà rốt, vitamin, với công thức chuyên biệt loại bỏ hoàn toàn gàu. Vì nấm Malassezia, ngăn chặn tối đa nguy cơ mọi loại gàu quay trở lại đặc biệt là những người bị gàu lâu năm. Dùng nhiều loại dầu gội mà vẫn tái phát, mặc dù không tạo nhiều bọt như các dầu gội hóa chất thông thường do thành phần là dược liệu. Antisol vẫn có khả năng tạo bọt tốt, giúp tiết kiệm lượng dầu gội cần dùng mỗi ngày. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về dầu gội đầu trị gàu antison Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như review dầu gội đầu trị gàu antison hiệu quả nhanh không? Có an toàn không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích với hơn 10 loại thảo dược. Sản phẩm phù hợp với cả nữ và nam trong điều trị gầu, sản phẩm dầu gội trị gầu cho tóc nhuộm Antison mang đến cho người dùng những công dụng như sản phẩm giúp đánh bay nhanh chóng các mảng da chết làm sạch gầu làm giảm tình trạng ngứa ngáy da đầu gây khó chịu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hỗ trợ cân bằng độ pH cho da đầu giảm tình trạng sinh sôi của các loại vi khuẩn trên da dầu sản phẩm có khả năng làm sạch tóc tự nhiên an toàn từ đó tình trạng viêm nhiễm da đầu cũng được hạn chế đáng kể hỗ trợ người có mái tóc hư tồn gãy rụng nhiều do chăm sóc không đúng cách hồi phục nhanh chóng vì vậy, sản phẩm rất phù hợp với những ai có mái tóc yếu, đặc biệt là tóc nhuộm, Antison còn giúp tóc trở nên chắc khỏe. Mềm mượt tự nhiên, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được dầu gội đầu trị gầu Antison chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của dầu gội đầu trị gàu Antisol để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.